sao muốn sao. Nhưng ủa em gồng là em gồng cái móng, em gồng hai cái bắp cơ. Cái móng như là gồng bắp cơ. Gồng bắp cơ xong lấy xong mụ là tí đi. Đau bắp tay luôn á. Dồn lực vào hai cái móng thôi, đừng có dùng cả cái lực người. Cho nên hôm nào mà lấy mụn nhiều quá là sẽ đau cái móng tay chứ đâu có bắp người đâu. Đâu có đau người đâu. Chứ mà dồn lực người là lấy xong mụn là đau hết người luôn á. Giờ tập dồn cho móng. Khi mà có ca mụn khách tới nhóm này nè, nó sử dụng béo A rồi thì mình phải tư vấn là da không nên dùng béo A, tại mình lấy mụn được rồi thì đâu cần lấy mụn nữa. Chuyển qua đó thì phẩm khác nó sẽ lành tính cho da mình hơn. Mà giờ khách hầu như khách nào cũng biết A với chế tinon không? Ừ. Chị đâu không thấy chứ thấy khách không đẹp, không thấy có khách nào đẹp đâu da đâu. Khách nào đẹp thì da sẽ mỏng. Giống như là kiểu gì nó cũng sẽ bị mỏng da hết á, nó cứ bong bóng bong bóng bong bóng. Mà vẫn xài, mới có 16 tuổi xài tretinoin sợ luôn á. Mà còn bác sĩ đưa này mới sợ chứ. Nhóc gì bữa nhiều lắm, khách mày nhiều đứa mới có 16 tuổi xài tretinoin lắm, 16 17. Ừ. Tại vì thường thường cứ chế đến nó sẽ già chứ những cái da lão hóa không có nhiều. Ừ. Chứ da mà da con ấy thì. Ủa chuyện qua thấy Hưng nó đầy sẹo nhiều không? Có da khỏe không? Khỏe mà. Đầy đỏ hơn. Ừ. Ủa chứ chị cũng nhìn mà. Mắt chị nhìn thì nó đầy đó, mà không biết mắt con nhìn thì sao. Cái này ít chứ không có thành. Em xem người giúp em cũng không biết đâu. Thế là tự cảm nhận của mình chứ làm sao mà nhìn nó biết được đâu. Cái máy khủng này lúc được lúc không? Nó. Để nó đi đi. Chị ăn tay không? Chị lai không? Ừ. Kệ chị lai chứ nó có cái gì không? Vì nó nằm trong tin nhắn chờ mà đâu không coi được đâu, mà tôi ở trong các bạn. Cái bóng cà lóc canh cà chua. Hồi sáng chị ăn sáng còn chưa xong, còn bỏ giữa chừng đi.
Đau à? Đau hả? Chưa xíu. Xíu à, hồi xíu à. Chứ giờ sao giờ? Phải chịu khó chứ sao giờ? Nhẹ hơn thì không nhẹ được rồi đó. Biết mỗi lần biết ngay kiểu gì, con như mà nó ốm một phát là kiểu gì nó cũng im. Mẹ nó bị con chữa tốt nè. Hôm qua nó mới chữa cho một tăng này. Hôm qua nó mới chữa cho một tăng này kìa. Uống không uống thuốc toàn đi uống thuốc cái tào lao xong mất cả đấm tiền thuốc không được cái sự gì. Ủa mọi người có đốt tinh dầu chưa vậy? Đốt có thơm không? Người cuối cùng bị Covid mà bị quặt dữ vậy? Tại nó nữa chứ. Bình thường nó đoạt là vậy rồi. Con mở đúng không? Mấy cái này. Cái này block đâu. Block này. Ăn xuống mấy bạn ra. Kêu nghiệp ấy. Thế là chị. Toàn gọi chị ăn bằng chế không? Đàn ông con trai gì mà còn yếu hơn con gái nữa. Là cái gì vậy? Ừ, nó bèo vô dụng.
Rồi hôm qua tự nhiên ngủ ngon dễ sợ luôn. Ngủ mới giấc từ 10 giờ đến 7 giờ rưỡi mà bạn còn buồn ngủ. Em nhìn đồ này giống đồ quân đội hồi xưa nhỉ, quân đội cụ Hồ ấy, bộ đội cụ Hồ ấy. Cố lên em. Đối với những bạn như thế này á, lần đầu tiên bạn đến thì mình chỉ nên lấy những cái mụn viêm thôi. Những cái mụn nó trồi lên rồi á, chứ đừng có đè cố đè ra lấy hết. Trời này không à. Vô mũi mà là nó chích lúc kim luôn mà mọi người. Trời, làm thì làm luôn đi chứ khổ ghê á. Cứ sợ lắm gì cháy. Làm nó lâu chị. Nó tiếng là cả UT. UT cũng có tác dụng gì đâu mà. Nó chỉ là đỡ đau cái lúc mà châm kim vô thôi. Mà cái lúc đấy nó không không đau, mà nó đau cái lúc mà thuốc vô á. Đúng rồi. Đã làm thì im lặng mà làm, đừng có hỏi nữa. Họ càng sợ. Thôi chiều nay phải đi ăn cơm cua hay sáng. Suy nghĩ tới lúc mà chị đẹp. Cố gắng là chị đẹp thôi. Thế bà xảo có đi bơi bà cũng sợ, kêu đi cắt mắt bà cũng sợ muốn chết vậy đây. Em đâu sợ đâu chị, tại em chưa kiếm được chỗ thôi. Cắt mắt gì nữa, đi qua chỗ của chị nè. Nhắm mắt em làm mô này chứ em đâu sợ gì đâu, em đi thì đi mà. Chị nhắn cho mình nghĩ. Hồi đó chị cắt mắt cũng tự đi mà. Hồi đó mình bồ đá nên có đọc được. Sao cây dưới đâu vậy nè? Dưới này cái da nó mỏng hơn mà. Mấy cái chuyện đâu gì không? Tại một em nó cũng chai hết rồi. Trời đừng có xài mấy cái lít nữa, khổ ghê. Nó còn đau mấy ngày cơ. Nó còn đau ở tai nữa hả? Không, tai đau mấy. Ê, tai cẩn thận sẹo lồi nha. Không, nó cắt ở trong đây nè. Cắt ở đây nè. Chỗ nào nó cũng bị hết á. Cái tai nó còn lâu lành hơn là cái mũi ấy. Mà nhiều người thấy người nào cũng bị có sẹo ở lỗ tai hết á. Không, cắt ở ngoài đây thì có sẹo ở ngoài đây, nhưng mà nó cắt ở trong đây nè. Cái này hả? Mắt hả? Làm gì luôn? Đuổi gì cái gì để ăn chứ? Cái gì để ăn? Sao bố chị? Thằng nhóc nó mắc cười muốn chết. Đi
nhậu kiếm khách về ghê thật.